Hello mọi người. Coi like. Chào Nguyễn Tùng. Chào tất cả mọi người. Nghe rõ không mọi người? Bữa nay mình có cái chủ đề tiếng hơi bé hả? Coi coi. Ồ, dặn hết ra rồi mà. Alo alo alo. Nghe chưa? Nghe rõ chưa? Không già đâu rồi ta. Ở đây thì hôm nay mình trước mắt thì đọc được mấy cái tin của Việt Nam mình, cái cánh cò nó đưa lên thì mình thấy rất là mừng. Việt Nam hiện giờ là những đại gia thực sự nha, tỷ phú đó, tăng lên gấp 5 lần. Thí dụ như hồi xưa là 3 người, bây giờ thành ra năm là 15 người. Qua mặt Thái Lan luôn rồi. Mình thấy mình vui vui, vui vui là đất nước mình có những người làm giàu. Nói vậy nói cho tao mới ngủ dậy mày ơi, mệt quá. Tao thì không có đại gia như mấy ổng, mà tao đại gia tỷ phú thời gian. Tỷ phú thời gian. Ê, việc ra vô cứ lý lên mày nói chuyện nhà, sẵn mày coi, sẵn mày đi lên đây nói chuyện gì nhà đất chơi. Mình nói chuyện nhà đất thì tao nói một vài câu đi, con mày coi coi có đúng không, rồi bắt đầu nếu có gì hai đây mình lên. Bởi vì những lúc gần đây tao thấy trên những cái diễn đàn mà thuộc về cái dạng kêu bằng chống đối nhà nước mình thì nó hay lấy ra cái vụ đất đai để mà nó khiếu kiện, hay là đại khái giống như kiểu như nó nói là bất công hay là cái gì chèn ép gì đại khái vậy. Thì giờ thì đầu tiên hãy đợi ông bạc già vô rồi xong cái rồi có việc ra lên chơi gì, việc ra có gì bổ túc luôn. Mình nói cho một cách nôm na như vậy, có nghĩa là cái mình không có nói riêng ai, mình không nói các chủng tộc khác mà mình chỉ nói chủng tộc Việt Nam mình rồi. Thì mình biết rằng nước Mỹ đã lập quốc năm nay là 276 năm rồi, gần 300 năm mà người Việt mà định cư có mặt tại nước Mỹ, coi như kiều bào, nước kiều bào của mình ở nước Mỹ thì mới có bốn mươi mấy năm nay thôi, 48 năm nay thôi, bắt đầu kể từ ngày 30 tháng 4, coi như 48 năm. Mình nói một câu như vậy thì ngày xưa khi người Việt Nam qua tới Mỹ thì họ đã hình thành một cái cơ sở hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, nói đúng hơn là như vậy. Đó bởi vì nước Mỹ là đất rộng người thưa, cho nên vì chỗ đó họ mới quy hoạch một cái lối quy hoạch, là có nghĩa là thí dụ như là họ muốn ở thí dụ như ở một cái bang nào đó cách đây khoảng chừng 100 200 năm về trước thì họ muốn người dân đến sinh sống đó, thì họ lập kế hoạch, họ có đầu tư, họ có kiến trúc sư, họ có cái họ hoạch định và họ thầu lại những cái miếng đất đó, họ xây dựng lên họ tầng cơ sở các cái. Lúc đó là chưa có người nha, thì họ kêu gọi người dân về ở tiểu bang đó ở. Mình nói đại khái là vậy đi cho hiểu. Thì cái người dân đó ở về đây thì nó có một sự sắp đặt trước rồi, có nghĩa là họ đã phân lô chia nền theo một cái quy hoạch tổng thể của những kiến trúc sư của nước Mỹ, và họ làm như vậy. Nó không phải như ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình thì sau 1975 thì một cái trật tự xã hội nó rất là lộn xộn. Đất đai thì ít mà dân cư thì nhiều, là bởi vì tất cả những mọi người thời kỳ chiến tranh họ cảm thấy là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là cái nơi tạm yên ổn, là bởi vì ít ít có đánh nhau hơn, rồi họ kéo vào kéo lờn kéo lậu kéo bè kéo lũ từ miền Tây, từ miền Đông, từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, nói chung tất cả tật đều chung vào đó, thì ta tắm người là người ta lánh nạn, nó kêu bằng chạy chạy kêu chạy giặc á, đại khái là vậy. Sau khi 1975 ra thì tất cả bắt đầu những người là nó có chính sách là hồi hương, rồi những người đi kinh tế mới, những người thì bây giờ sau này những năm gần đây khoảng mười mấy 20 năm đây thì bắt đầu họ mới tái lập trật tự xã hội lại, có nghĩa là họ quy hoạch tổng thể lại cái đất đai của Việt Nam mình. Thì bắt đầu thì nó mới sanh ra cái chuyện là coi như là người có người không, người
người người đúng người sai các cái thì ra nó có nổi lên cồn những cái mà họ khiếu kiện là cái vậy. Mình trở lại nước Mỹ một chút, có nghĩa là những người Việt mình qua định cư nước Mỹ, đầu tiên là mình đi mướn nhà hoặc là mướn phòng, mình không có thay đổi hiện trạng nước Mỹ được. Mình không có thể nào mình nói là mình nói tại sao này tại sao kia, là bởi vì người là người nhập cư. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai là cơ sở hạ tầng nó đã xây sẵn rồi, thành ra hiếm có khi nào, cũng có lẻ tẻ một vài trường hợp là anh không thích ở chỗ đó, anh có thể mua đất, anh đầu tư, đừng mấy thuộc dạng đó, dạng đại gia rồi mình không tính, mình chỉ tính là số đông thôi. Có con cháu ta nó mua đất rồi xong nó cũng cây nó cũng bill, và thường thường những cái ngôi nhà mà nhà nước mà quy hoạch á, rồi xong rồi xây thì cái tổng thể có những cái khu, chạy những cái nhà cái nhà tao ở hiện giờ cho mướn rồi thì cái khu đó là coi như tất cả giống y chang cách đây cũng cả trăm năm rồi, cả trăm năm rồi họ đó rồi xây rồi. Và cái nhà nào cũng giống như cái nhà nào, có nghĩa là họ quy hoạch một sai nhà đó như thế nào, bãi cỏ trước rằng sao, ở phía sau là nhà cất một kiểu, nó là một hàng mấy trăm căn nhà cất một kiểu cả, một kiểu cả. Ở đây á, mình nói là một cái điều này là có nghĩa là họ xây dựng trước rồi, mình là người Việt Nam mình vào sau thì mình ít thấy những cái chuyện mà coi như là khiếu kiện đất đai các cái. Bởi vì hồi xưa là mình phải nói một câu là nước Mỹ là một đất đốc đất bạc ngàn, mà 52 tiểu bang là đất bạc ngàn, cho nên mà dân số thì ít, nói thẳng là như vậy. Cho nên vì cái chỗ đó mà những người Việt Nam qua sau này, sau một ngày 75 thì hầu như nó đã sẵn sàng rồi. Anh có vào, anh qua nước Mỹ đầu tiên anh là mướn phòng, anh bị tờ đi tiếp cái là anh đi mướn phòng và anh ra anh mua nhà thì nhà nó đã cắt sẵn, là anh không có quyền lựa chọn, anh không thể thay đổi diện mạo cái nhà đó được đó. Chào anh, buổi tối, good good night Phượng, ok anh, Ok. Đợi chút rồi rồi nha. thì chẳng hạn như anh Phượng đây, cái nhà của anh Phượng là anh chỉ mua lại người ta thôi chứ anh không tự động anh cất lên được, nó thẳng là như vậy. Thì trở lại Việt Nam mình thì sau những năm tháng mà Việt Nam mình xảy ra chiến tranh thì thực sự là mà nói Việt Nam mình giống như một bãi tro tàn, mình phải xây dựng lại từ đầu. Và những năm sau này bắt đầu có quy hoạch của nhà nước, theo tôi nghĩ, theo tôi đoán là Ủy ban Kế hoạch nhà nước hay là những cái tổng công trình đô thị đó, bắt đầu họ mới vẽ ra những cái đường lối rồi những cái mà xúc tiến cho vấn đề quy hoạch nhà cửa, cái để cho nó ngăn nắp thứ tự theo cái kiểu, nhưng mà bởi vì theo hướng của các nước nước ngoài, chẳng hạn như châu Âu, châu Mỹ đã, để làm đẹp của bộ mặt của thành phố, đó là một cái điều ấy. Thì một số dân cư ở Việt Nam mình thì thường thường đa số ít có hộ nào có giấy tờ đầy đủ, và họ thường thường là trong nó xảy ra trước năm 1975 họ chiếm dụng. Anh có nhớ, anh Phượng có nhớ cái vụ mà thương phế binh cắm dùi không anh? Đúng Đó, 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 rồi đó đại khái cái đó. là không Tao hồi cần đó biết, tại vì anh không cũng cần vừa ở biết Sài đất Gòn của thì ai, tao đúng ở rồi, đó cắm tao dùi cắm dùi, tao cắm cắm trại dùi rồi thế đó, thì mày được nè, làm gì không ai dám tao, cãi mày đâu, sao vậy được ấy. không ai dám cãi gì hết, Đó không cái đó có thì ai dám thương phía binh mà anh, họ rồi mặc đồ cái lính vô mà cái đó là họ cầm một cái mặt nạng nhỏ. đi là không quan nào dám làm gì hết, Cái hồi đó đó là một thì cũng cho biết ghê cái đó mà. là biết rồi xong, nhưng mà sau này cách những vài năm khoảng 10 năm rồi thì nó cũng tương tự giống anh, nhưng mà có kiểu khác, nó hay nó nhẹ nhàng hơn, có nghĩa là họ cắm dùi theo kiểu là họ ở lậu. Ví dụ như bây giờ tôi nói cho anh nghe có một câu chuyện này có thật ở đâu miền Tây á, thì nó kể tôi nghe là thường thường hồi xưa là khi mà ở trong cái huyện đấy đó, thì nó có một cái sân bóng để cho giải trí, thì chỉ có một hai vợ chồng khổ lắm, thì họ xin là tá túc bằng cách là họ che cái chòi đại khái. Mấy năm sau thì cái chòi đó bằng lá mà, thì xong rồi ta bỏ lá đi, bắt đầu ta xây bằng tôn bằng tôn bằng tôn bằng tôn à bằng tôn rồi xong rồi cái Xây mấy năm sau nữa bắt đầu làm cái bằng đá giả, làm cái bắt đầu bóng xây 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 gạch xây xây cái gạch chứ chưa có làm móng, xây đi làm móng rồi bóng rồi giao rồi. đúng rồi Cái rồi anh đùng một cái thì bây giờ cái sân sân đá bóng đó người ta quy hoạch, người ta cần làm một chuyện khác, ta không còn xe bánh nữa, bây giờ tao đòi lại. Nó bắt đầu ra, nó lấy cái xăng với cái dao ra, đủ má tao bước vô nhà tao, tao luôn và đất đó, đất nó chiếm đủ, mà người ta thương tình cho người ta cho nó ở nhà,
tới bây giờ lật mặt ra nó đủ mắt mày vô nhà tao, tao đốt xe tao, đốt, tao tự thiêu, Ừ. không có chặt mày đại khái vậy đó. Việt Nam bây giờ là vậy đó, có nghĩa là ăn vạ, anh hiểu không? Thì ý tôi muốn nói cái điều này là có nghĩa là cái đừng có so sánh với nước Mỹ rất là khập khiễng, mà nước Mỹ cũng có cưỡng chế nó nha, chứ không phải là không có nha. Thì nó xảy ra một cái trường hợp là có một cái gia đình đó đang sống ngon lành như vậy, thì nhà nước sống phóng một cái con đường cao tốc là freeway đó, biển là freeway, thì cái gia đình này là coi như là không đồng ý cái sự bồi thường của nhà nước. Thí dụ như được cái nhà đó trị giá 500.000 đô thì nhà nước mình đền bù 500.000 đô giá theo giá thị trường, nó không chịu, nó không chịu bằng cách y chang học Việt Nam, học y chang cách đó. Ừ, mà lấy sơn rồi kêu thợ tới tô điểm cái nhà lên, là nó gọi pin house, là màu cái nhà màu hồng đẹp lắm cực kỳ, rồi sao nhà nước đâu có nói gì đâu, đồ nó kêu máy xúc tới á, đồ nhà nhà đang ngủ trọng quá, nó lấy nó cạp banh cái nhà luôn, nó xúc đổ đi luôn. Đồ thưa ai, đồ chạy trối chết, chạy thoát chết luôn, chạy ra đường la trời la đất, đồ anh biết nhà Mỹ mà mày la la chứ đâu có ai nghe, đồ bà xong xuôi nó ủi làm cái phi quay, còn cái chuyện của mày để bảo hiểm với lại do ra tòa tao nói chuyện đó là vậy đó, nước Mỹ là vậy đó, là chuyện có thật nha. Thời như tao có cái video đó mà tao kiếm lại, nó gọi là pin house, pin house là căn nhà màu hồng á, buồn cười, xem xe xúc cái xe ủi lại nó ủi láng o luôn luôn đó. Thì mà nói lại cái điều này là có nghĩa là như vậy, thường thường là những nhà Việt Nam mình họ chiếm dụng thì họ không có giấy tờ anh, hoặc là có giấy tờ chẳng nữa là giấy tờ tay, giấy tờ tay hễ đụng tôi nói đụng nhà tôi ở ba bốn đời mà làm gì đấy. Nhưng thực chất bây giờ mình hỏi lại, anh chứng minh cho tôi biết được cái nhà là nhà của anh một cách hợp pháp, nếu trước năm 1975 anh đưa giấy tờ của chế độ cũ, sau năm 1975 anh đưa giấy tờ của pháp, có đóng mộc, có công chứng cái xác nhận, có sổ đỏ, có sổ hồng gì đó đại khái không, rồi viết cái tay, rồi viết cái tay làm sao mà đi ra tòa với cái tay được, tôi anh tí cái tay tôi cũng được vậy, đâu có quan trọng thì là vì cái chỗ đó. Nhưng mà tôi thấy nhà nước mình, tôi đã chứng kiến vài vụ ra, có nghĩa là anh viết cái tay thật nhưng mà anh ở lâu năm thì nhà nước mình cũng bình đền bù, thí dụ như anh có sổ đỏ, anh có cái gì đó mà gọi là chứng thực là nhà công nguyện cấp, mà bây giờ nhà nước muốn trưng dụng là người ta đền một cái giá rất là cao, thí dụ như 500 triệu một mét thì thí dụ vậy, còn nếu mà anh không có giấy tờ ta sẽ đền cho anh có 100 triệu, bởi vì anh là đất đất chiếm dụng, người ta hiểu là không cần biết, bởi anh chứng minh cho biết ở đây luật pháp là nói giấy tờ chứ chẳng phải nói bằng tay không, không có ai nói miệng cả, và người ta quyết đây, người ta giải quyết là ta giải quyết cho đám đông, người ta giải quyết cho cả một cái tập thể, người ta giải quyết cho cả một cái xã hội, chẳng ai giải quyết cá nhân ai cả, nó thẳng là như vậy. Thì những lúc gần đây mình thấy trên cái cộng đồng mạng ở Việt Nam mình nó xô chứ xa chứ xào các cái đủ thứ, đủ khiếu kiện tùm lum, đất của tao ở ba đời rồi, hoặc là hai đời rồi sao mà nó không, nó cứ lo nó chiếm hồi giấy tờ của mày đâu mà đưa ra coi, sổ đỏ đâu, không có, không có, tao biết là gia đình tao ở vậy thôi chứ mà không có chứng thực con mẹ gì cả, thì tôi hỏi anh làm sao ra pháp luật, làm sao mà cãi dai được, thế là bắt đầu lên mạng chửi rủa, thế là bắt đầu lên kiểu kêu bêu, bởi tôi đã mới nói thiệt tình ở buồn cười, bây giờ mình mới so sánh như này, nhắc lại một lần nữa, người Việt Nam qua nước Mỹ chỉ có 47 48 năm nay thôi, ngoài xưa nước Mỹ đã hình thành và đã có những cái quy hoạch đường phố, những quy hoạch hạ tầng cơ sở đã là hoàn chỉnh của nước Mỹ rồi, chúng ta đi qua chúng ta ở thôi, chúng ta đất cứ biết con mẹ gì ở nước Mỹ cả, có nghĩa là người mình cứ mua lại những cái nhà ở một cái công ty xây dựng đã xây dựng sẵn mà thôi, thậm chí nhiều khi là nó xây dựng một cái barem, mà cái barem là cái khu đó, thí dụ như có đường City Street để ở khu già đó là một màu giống nhau, và một loại thế là một bộ đồ giống nhau, một size giống nhau, tất cả đều là, thậm chí cái len kép cũng giống nhau luôn, anh phá vỡ cái điều đó là không được, bảo vậy anh cứ kêu mua thôi, anh thích thì anh mua, không thích thôi cái thực chất anh về anh có quyền sửa chữa ở trong trong cái nhà, nhớ kỹ là trong cái nhà của anh mà muốn sửa chữa là phải xin phép ở County Hall, tức là nó cấp phép thì anh mới được quyền sửa, không cấp phép thì anh không được quyền sửa đó, nó là cái nhà anh của anh đã mua rồi, anh muốn sửa chữa cái nhà anh cũng phải xin phép, mà trong cái nhà đó nha, ở Việt Nam mà tao xin sửa trong cái nhà tao bắt mới xin phép, tao dời cái này đi kia, tao kê cái này rồi sao Mỹ là phải xin phép, nói chung là vậy, đừng có nói chi ở một ở mặt tiền ngoài, ở một cái mặt tiền ngoài, kiểu như là sân cỏ rồi các cái, rồi ví dụ như mày một lầu thì mày cắt thêm lầu nữa miễn đi, đừng có nói chứ cái chuyện đó nó phạt học máu luôn, thậm chí cái cây lâu năm mày trồng trong nhà mày cũng không được quyền chặt, mày chặt mày vẫn hỏi CTO có là mày được quyền chặt không, nếu chặt là chặt sao rồi xong, mà nó đâu có cho mày chặt, nó sẽ có một cái đội xuống chặt và nó chặt tiền mày, cái cây nhà em á, cái cây nhà tôi ra vượt
cái cây ngay chỗ bên hông nhà, cái bự tổ mẹ luôn, cái cây nó rầu nhất là mỗi lần mùa thu là rớt lá, mà rớt lá biết cái cây nó không có bự lắm, cho nên ra mỗi lần nó rớt là hốt lá mùa thu là hốt chết luôn. À, thành ra tôi muốn chặt đi, hỏi như nó tao chặt cho mày với điều kiện mày lên tao làm thủ tục cho mày, tao lo hết giấy tờ, tao lấy mày, tao lấy rẻ mày có 4.500.000 thôi, bốn ngàn rưỡi đô ấy đồ, mà cái nhà của tao, cái cây trong sân của tao mà tao chặt là phải tốn 4.500.000 đô la đồ đó, như vậy cho mày hiểu. Nó cái gì không có cái gì cả, nó ràng buộc rất là nhiều lần. Nó là một cái nữa là cái gì, nói là nói một cách nôm na cho mày hiểu là khi anh trả cái tiền nhà cho anh xong hết rồi thì cái thằng ngân hàng nó sẽ cho anh một cái thô đồ, cái thay đồ là tất nhiên là cái bản sao thôi, còn bản chính nó vẫn giữ ở đó. Là bởi vì sao, anh ở cái nhà đó anh vẫn còn phải đóng tiền thuế, cho nên mà anh ở đó ra tiền thuế, mà anh không đóng tiền thuế thì nó thâu cái nhà anh, đương nhiên thôi, nó cái chuyện nó cũng đã xảy ra, cũng có người xảy ra rồi. Ok anh Phượng, Gì? có anh Phượng, tôi mới hay tin được cái vụ mà Việt Nam mình mà được cái trang web cánh cò đó anh. Đưa lên Việt Nam lúc này là những gọi là siêu giàu, những người tỷ phú nó tăng lên quá anh. Qua mặt Thái Lan rồi, cho nên vì chỗ đó mình cũng mừng, bởi vì Wow, dân đã dân giàu thì nước mới mạnh. vậy. Đó. Quê để nói nghe này nha. Cái ngày mà tôi bước ra khỏi Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975 đó là không có ai có một đồng bạc nào cả trong người Đúng cả. rồi. Kinh thật đó. Mà chỉ tôi nghĩ là cái chuyện này đây, nếu mà nó tiến mà đi coi mình coi như là mình mới bắt đầu mình phá được cái vòng vây là từ năm 1995 thôi đấy. Đúng rồi. Phá được cái vòng vây thì mình mới đi ra ngoài thì cũng không biết 95 vào đâu. cho đến năm 2000 thì bắt đầu mới hòa nhập được anh, còn 5 năm sau, Đúng bởi rồi, vì thời gian đúng nó rồi, phải nó cần chưa thời gian. yeah. Bắt đầu mới, tôi nói anh rồi, Việt Nam mình giống như ngày xưa, giống như con vịt què đụng mày, bị đập bị đá vậy thôi, còn bị hai trận chiến tranh sau cùng nữa là bên bên Campuchia với lại bên phía Bắc lên, thấy không, từ năm 80 mấy, 86 bắt đầu nó mới coi như chấm dứt. Bắt đầu thì nó lúc đó là mình kiệt quệ rồi đó nè, tiền tài cũng không có mà năng lực cũng không có, ăn bao bo với bắt thiết mẹ luôn. Anh không ở trong nước những cái thời gian đó là tem phiếu phát tem, nói chung vậy. Nhưng mà rồi Việt Nam mình cũng tự lực cánh sinh, cũng hai bàn chân đưa lên đứng lên, mình phục là mình nể là cái lễ rồi Rồi thấy đó. thấy Nó thấy giữ làm việc mình giữ thấy, thiệt công nhận đó mình thấy dữ dằn về thiệt. yeah. Thì cái điều đó mình người tôi là giống như anh ở ngoài nước, nhưng mà khi mình về để mình sống mình mới thấy cái cuộc sống họ rất ư là, mình phải nói một cái nói gì cho họ là họ lúc nào họ cũng vươn tới, vươn tới và vượt vượt, chứ nó không có kiểu này. Nhưng cũng có một số kẻ mà Dĩ nhiên rồi anh ơi, họ nó không thích Việt Nam mình thì nó bôi bác là đủ anh rồi, ơi dĩ kệ. nhiên rồi anh ơi, để nói nghe nè, cái chuyện mà một cái tập thể anh, bây giờ mình một cái tập thể, bây giờ mình anh ở Việt Nam, bây giờ mình nói chuyện Việt Nam một chút, là cái tập thể là bao giờ có cái này người kia anh ơi, trời Đúng ơi, rồi. nhưng mà căn bản nó thế này này, có vậy chứ Việt Nam mình nó rất là đoàn kết, thì lâu lâu thì giờ tại vì có cái mạng xã hội này nhé, rồi mình theo dõi trên đó đó thì mình thấy nó như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là không có bao nhiêu cả đâu à, tại vì mình nhìn cái sinh hoạt ở ngoài mình hiểu mà người Việt Nam mình bây giờ là có rất là họ rất là tự tin anh, họ cái sức họ làm việc mà chỉ trong một vòng thời gian rất là ngắn như vậy đó, mà bây giờ mà cái triệu phú Việt Nam mà nhiều hơn Thái Lan là cái điều đó là mình không có tưởng tượng được à, tôi không có tưởng tượng được đó. Có một cái tin vui nữa nè, có một cái tin vui nữa nè, mà đây là một một tên mà tôi ghét luôn thì kêu tên ra, của một cái đài người Việt TV gì đó, thì nó nói mình coi về đường sắt Bắc Nam của Việt Nam được chọn là đường một tuyến Đẹp đường đẹp nhất lắm. thế giới, đẹp Đúng nhất rồi thế anh, giới đẹp lắm. Bởi vậy mình mê cái xe lửa Việt Nam. Anh cho nó nghe, không phải đi xe lửa Việt Nam. Đi xe lửa đã lắm anh. đó, thấy chưa, ba bốn cái tin vui nó dồn dập, Đúng rồi tới. anh, nói chuyện trên vui Đáng dữ lẽ là rồi tôi không có nè. like làm cái gì, nhưng mà Đúng tại rồi. mình nó vui quá đi mình lên Ok like, anh, với một đúng rồi phần anh. nữa là mình giải thích cho người trong nước hiểu là đừng nên lấy tất cả các nước khác mà so sánh Việt Nam với là một cặp mắt khập khểnh, là cũng như tôi giải thích tranh rồi nãy rồi đó. Có nghĩa là vấn đề nhà cửa đất đai ở Mỹ nó khác xa với ở Việt Nam, là bởi vì mình là con sao sanh sao đẻ muộn, tôi và anh qua cái đó là hầu như nhà nó cất sẵn mẹ rồi, mình không có được quyền đó, mới định rồi cái chung vô ở thôi, chứ đâu có quyền mà đừng có phán xét là bởi mình đi liên nhập cư mình ăn nhờ đậu mà mình
À, đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là sao anh? anh cho mình nói một câu về cái nhà đất không? Đúng rồi anh. Để mình nói nha, là mình cái nhà đất là mình hiểu đó. Rồi, Tại anh vì cái nói điều đi. này là mình hiểu ở cái nhà đất của Mỹ mà, thì khi mà anh nói chuyện một con đường đấy, khi mà chẳng hạn như khi mà cái chính phủ cái thành phố đó Ừ. họ cần cái đất để họ làm cái công việc ích lợi cho toàn quốc, cho người xung quanh á, ích Ừ. lợi công cộng á, Chứ cộng đồng á. ích lợi cộng đồng á, Ừ. thì cái chính phủ ở đó, ở cái thành phố đó, họ có một cái quyền mà trong luật nhà đất của California không viết rõ ràng, là cái quyền nó kêu là cái quyền của cảnh sát, tức là họ sử dụng cái quyền cảnh sát. Tức là quyền cảnh sát là quyền gì? Quyền cảnh sát là quyền là bắt người ta, nó giữ cái này giữ cái kia. Họ sẽ sử dụng cái quyền cảnh sát của họ để họ trục xuất ra khỏi cái nhà đó, rồi họ lấy cái nhà đó. Cái quyền cảnh sát là vậy đấy. Đúng rồi, đúng. Thì Bởi như gần đây vì đó, Việt Nam gọi là cưỡng chế, cưỡng Việt Nam gọi là cưỡng chế chế. đó, À, đúng rồi. mà như hôm nọ mà tôi quay cái khi mà họ ủi đất ở ở sân bay Long Thành ấy, thì Dạ. mình có thấy một câu chuyện là có cái nhà đó thì cũng vậy đó, họ không có chịu đi. Đúng rồi. Họ có đứng cái vậy đó. Đó là mà cái điều đó đấy, mà tôi có điều tôi rất là ngạc nhiên đó, tại vì cái đó là cái tiện ích công cộng. Đúng Mà rồi khi có anh. tiện ích công cộng á Bắt buộc. là phải như vậy. Mà như như hôm nọ tôi cũng có cái hình như vậy, tôi cũng có ở trên mạng xã hội, tôi thấy có làm con đường tới đây, cái có căn nhà nằm ở giữa không giải tỏa được, Đó. quẹo nó là chạy vô kia. Đó. Cái điều đó là cái điều không có được anh, họ Mỹ này nó họ không có chấp nhận, Nó không có tại chấp vì nhận cái đó người là tiện đó. ích công cộng, là nó Nó không có ủi, chấp nó nhận người đó. tịch thu Ủi ngay, băng luôn, nó tịch thu ngay. Nếu cần là nó tiêu diệt mày luôn, ủi chở nó ngay. chuyển theo đó ra. Ok, chào tất cả mọi người với diễn đàn nha. Ok.